Hi, chào tất cả các bạn ha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay tiếp tục về một cái lô hàng rất đẹp cho các bạn nữa ha. Đó, đây các bạn thấy nha. Một cái lô cưa xích toàn là hàng tuyển không nha. 203, 3 con Makita, một cái con gì quên mất tiêu rồi. Điện 200V luôn. Đó, rất là độc luôn ha. Có máy con máy thổi. Máy thổi nha các bạn. Máy thổi lên điện 220 rồi ha. Tại con này 3 pha 200V đấu tụ vô lên 220 anh em. Rồi. À, một máy cuộn dây điện này thì rất đẹp luôn ha, ba cuộn. Thì một số dây ống nước các bạn, cho một phút quảng cáo đi. Dây ống nước thì mình về rất là nhiều ha, anh em nào thích có cần sử dụng dây ống nước thì liên hệ mình ha. Dây này thực tế là dây chữa cháy nha, bên Nhật là nó sử dụng dây chữa cháy phi 40 dài 15m ha. Cái áp suất con này lên rất là cao, cái dây này áp suất lên từ 18 đến 35kg luôn đó ha. Đó thì mấy dây này anh em nào mà xài ở nhà thì rất là ok ha. Thì mình về rất là nhiều số lượng luôn. Và anh em nào mà muốn mà mua về để bán thì liên hệ mình, giá cực kỳ mềm luôn nha. Lấy từ 100 200 sợ ha, mấy con này là mấy này là chưa xài mới hết ha, 100 200 sợ thì liên hệ mình ha, giá cực kỳ mềm. Rồi đó, một phút quảng cáo xong rồi, quay lại hàng các bạn ơi. Rồi ok, quay lại hàng đi anh em ơi, hàng đây. Đầu tiên nha, đầu tiên một cái con máy bắn vít Ryobi ha, máy bắn vít, máy khoan Ryobi, con này thì rất là đẹp luôn ha. Đó. Cái tem nó thì nhìn nó hơi xấu xí nhưng mà con máy rất là đẹp ha. Model là D10VR ha, 350W. Đó. Rồi, con này là đảo chiều, điều tốc đầy đủ ha, có cái đầu dặn luôn. Còn rất là mới ha, con này giá 600. Gì vậy? Giật hả? Sao kỳ vậy? Sao giật đâu? Giật đâu cha? Nãy tôi mới khoan mà. Chắc tay ướt vậy. Rồi đây anh em, em nó là giật nhưng mà mình cầm sao không giật kỳ không biết nữa. Đó, con này chạy rất là ok luôn anh em. Đảo chiều điều tốc nha, đầy đủ 600k. Mai có gì thổi chừng nó hơi bị ướt, thổi sạch nó xong. Rồi ok, con số 2 anh em. Số 2 giá 400. Chú trên bông cúc á, chú lấy con trong bàn đó. Rồi con số 2 giá 400 anh em, con khoan gốc ha, con này thì của Hitachi ha, rất là mini, anh em nào khoan gốc thì liên hệ mình ha, con này ha. Đó. Rồi. À, con này model là D6i ha. Đó. Cái mũi kẹp thì nó để là đây là 6.5 nha anh em. Đó, mũi kẹp được 6.5 thôi, mũi kẹp rất là mini luôn ha, 400k, chạy là 3.000 vòng trên phút. Giá thử. Đó, con số 2. Chú nói gì ạ? Nghe lên cho mai đó. Chưa thay bạc đạn. Chưa. Này, khoan gốc rất là ok. Điện đi, rồi điện ổng đi. Mật khẩu là số 0 không à. Rồi, tiếp theo. Con số 3 anh em, số 3 con này 850 ha, con này thì một cái con phay của Makita ha anh em. Rất đẹp luôn nha anh em. Con này thì model là 3700, nó chạy tốc độ là 30.000 vòng trên phút, công suất 380W ha. Cử còn rất là đầy đủ luôn ha, con này cử đầy đủ ha, ngoại hình cũng khá đẹp nha anh em. Giá 850. Dây zin của Makita luôn nha anh em, 850. Con số 3. Cầm kì, cầm quay qua đây cho tao thấy nha. Makita. Hình như con này siết cái đó rồi chưa? Chưa. Hả? Chưa xiết hả? À. Tắt đi, chưa xiết. Cái mũi chưa xiết lại. Nó lầm cái mũi á. Ok, để mình kiểm tra lại anh em ơi, cái mũi nó lỏng anh em ơi. Ha. Rồi. Để sau đi, con số 3 850, để sau nha anh em. Rồi con số 4 anh em, số 4 là con mài khuôn của Mitachi. Mitachi là anh em của Hitachi hay gì đó không biết nữa ha. Đó, điện 100V. 485W nha anh em. Đó, con này thì mũi kẹp là 6 ly. Xài mấy cái đá 6 ly ha. Con này mình nhựa dưới đây ha. Rất là đẹp luôn. Chạy rất là im luôn anh em. Ha. 700 nha anh em. Giá 700. 700 con này nha anh em. Rồi.
Tiếp theo một cái con máy rung của nhám rung của Makita ha. Con này ngoại hình thì anh em khỏi phải chơi luôn, rất là đẹp luôn ha. Kẹp lưỡi ô kẹp nhám còn rất là ok ha. Đây, Makita BO 73710. Con này 1190W ha. Con này assemble gì đó. Assemble in China nha anh em. Con này sản xuất China nha. China xuất Nhật. Rồi điện 100V nha anh em. Bên mình bán là 100V hết nha. Cái nào lên 22 mình sẽ nói anh em. Chạy rất là êm. Rung tê tái luôn ha. Rồi. Tiếp theo anh em. Rồi. Tiếp theo con máy rất là đỉnh luôn. Con máy mài đá nha. Con này 1 triệu. Ha, model là BC1100. Điện 100V ha, công suất là 1050W, nó chạy là 10.000 vòng trên phút anh em. Đó. Con này nè rất là đẹp luôn anh em. Mài đá. Mài gạch hay ngoài. Con này thì cái lưỡi này lưỡi diamond nha anh em, lưỡi kim cương đây nè. Đó, mài rất là ok luôn ha. Thì ở đây mình không có test dưới đây được, tại gạch này test thì nó chạy ha, thì mình test chạy cho anh em xem thôi. Rồi, test. Con này mình nhựa ha anh em. Rất là ok nha. Đó. Để chạy gạch từ từ. Nãy nó kéo từ đây qua mà chạy lỗ. Con này thì ngoại hình anh em khỏi phải chơi luôn, rất là đẹp luôn nha. Con số 6. Tiếp theo số 7 ha, giá 700 nha. Con này thì con boss nha anh em, con này thì con lộng ha. Có đá lưỡi luôn ha, nhưng mà không có điều tóc nha anh em, có đá lưỡi ha. Đó. Rất là ok nha. Của boss ha, lưỡi thì lưỡi thông dụng, lưỡi boss là thông dụng nhất luôn anh em. Rồi. Test. Con này giá 700 nha anh em. Chạy rất là ok. Đá lưỡi nha. Bật đá lưỡi. Dạ, test chưa test hả? Có nhắn không? Rồi ok, con này test sao anh em ơi? Mình kiểm tra chưa kỹ ha, cái như là cái đá lưỡi nó chắc có vấn đề rồi á, cứng nhắc à. Để kiểm tra sao anh em ơi. Ha, con số 7. Rồi tiếp theo số 8 anh em. Thôi để vô số 8 mình giới thiệu mấy cái cuộn dây điện luôn đi. Có hai cuộn dây điện này ha anh em. Rất đẹp luôn, ngoại hình thì anh em khỏi phải chê luôn, như mới luôn ha. Nhưng mà cái con này thì nó không có CB anh em. Đó. Con này không có CB, nó có 4 cái lỗ cắm nè. Đó, con này thì dây điện 2 chấm, dây điện thì anh em khỏi phải chê luôn, nó đẹp long lanh luôn ha. Có hai cuộn duy nhất thôi. Hai cuộn này một loại này ha. Rồi. Marking da băng nè, đó, dây 2.3C nè, 30m nè, con cuộn này được 30m luôn em. Ha. Đó. Ha. Rất là đẹp luôn ha. Để test điện cho anh em xem, ghim điện vô. Cắt rồi hả? Đá lưỡi bị hư. Rồi. Đây, lên đèn là ok, nhưng con này không có CB anh em. Đó. Ha, hai cuộn. Rồi rút ra. Một cuộn đây. Cuộn thứ hai đây anh em. Rất là đẹp luôn ha anh em, khỏi phải chê luôn. Và mấy cái này thì nó có mấy cái miếng này để chắn lại anh em, không có thể mình đút tay mình sọt ngón tay vô, nó cũng không có thể chạm được điện bên trong anh em. Đó ha, thiết kế rất là an toàn. Nhưng mà có cái con này thì mấy con này, hai con này, hai cái ba này thì không có CB, nhưng mà ngoại hình thì anh em khỏi phải chê luôn, rất là đẹp luôn ha. Rồi im điện vô. Thì hai cuộn dây điện này bán 1.300.000 một cuộn anh em, chuyển khoản bao ship ha. Rất là mềm rồi, 1.300.000 ha. Rồi hai cuộn đẹp long lanh, 1.300.000 chuyển khoản bao ship anh em. Tiếp theo con cuộn này luôn đi. Cuộn này thì có CB nè, rất là đẹp luôn anh em, rất là đẹp luôn anh em, không phải chê gì đâu ha. Cuộn này thì có CB, ngoại hình nó trước sau cũng rất là đẹp luôn ha. Này đó, đây nè, nó bị nhưng mà bị lỗi một cái nè, ví dụ như đây 4 ô cắm nè, mới bị bể một lỗ nè. Đó, anh em thấy không, bể một lỗ nha. Nhưng con này có CB, bán 1.300.000 luôn nha anh em. Thì anh em nếu mà không xài của cái lỗ này thì anh em lấy miếng băng keo anh em dán ngang vậy là cái như là mình không xài cái lỗ này nữa ha, là xài ba lỗ thôi đó. Nhưng mà con cuộn này thì rất là đẹp luôn anh em ơi, rất là đẹp, dây cũng rất là đẹp trong xanh ha. 1.300.000 ba cuộn này, 1.300.000 cuộn. Thì dây điện thì mình thực tế mình đã hết rồi, còn khoảng 5-6 cuộn gì thôi, 5-6 cuộn mà trong đó lỗi có rồi xấu có, mình chưa vệ sinh hết, mình chưa kiểm tra hết nên
còn nhiêu đó thôi, 100 mấy chục cuộn của mình về bán cách đây chắc khoảng cả tuần rồi ha. Hết còn có 5-6 cuộn bị lỗi thôi, thì để mình đăng cái đó sau. Rồi cái con này cái như là hư đá lưỡi anh em ơi, bán 600 luôn. 600 con này nha, boss nha, hư đá lưỡi đi. Cái như là không có đá lưỡi, 600. Số 7 ha. Rồi tiếp theo số 8, một con hoa hậu số 8 anh em ơi. Số 8 là một con cắt rất là mini của Hitachi luôn, cắt thạch cao các gì, cắt nhựa các gì nhỏ xíu mà, nhưng mà cái thân máy nó chà bá luôn anh em. Ha. Con này thì xài lưỡi 100 thôi anh em, điện 100V 1050W ha. Đó. Con này giá 650 anh em. Test. Dây nó ngắn ngủn nè. Ngắn ngủn. Nó chạy rất là ok, thắng đồ đầy đủ ha. Đó. Rồi. 650. Tiếp theo số 9 anh em ơi. Bây giờ thiệt tế mình đi bãi đi mua không nổi luôn anh em, mình đi mà mình sợ luôn á. Bãi nó giá là mình có khi cao hơn giá bán mình nữa, bởi vì mình thiệt mình đi mấy nay là khoảng 3 tháng nay mình chưa sugar đứt xuống bãi luôn á. Nói thiệt với anh em á ha. Còn hàng này thì có người lấy cho mình ha. Đó. Nên giờ mình đi xuống mình thấy tá quả luôn. Tá quả luôn, báo giá mà mình tá quả tâm bên tin luôn ha. Bởi vì anh em nhiều khi mà anh em phải gia chạm anh em mới biết là giá nó như thế nào, chứ anh em ngồi anh em nhiều anh em comment nói này nói kia thì cũng tội lắm anh em ha. Rồi ok, quay lại về chủ đề anh em, số 9 ha, số 9 rất là đẹp luôn, như mới luôn anh em. Cái cuộn dây nó mình phải nói là phải long lanh cái cuộn dây này luôn nha. Đó, con này thì con móc rảnh, anh em nào có cần móc rảnh thì alo mình ha. Alo. Cái con này thì có cử luôn. Rảnh này chắc bề ngang được phân rưỡi quá ha. Phân rưỡi hai phân gì đó ha anh em. Đó. Rất là đẹp luôn, con này thì rất đẹp luôn anh em, khỏi phải chê, và chạy rất là im luôn, test luôn. Con này của Hitachi nha, con này giá 900 nha anh em. Của Makita chứ. 900 nha. Rồi mấy xe mà nha trời. Rồi coi. Trời ơi, có thắng luôn. Con này có thắng luôn anh em. Rồi, ok. Rất là ok luôn nha anh em, con này giá 900. Tiếp theo anh em ơi, tiếp theo một con cắt sắt mini ha. Con này đáng lẽ là phải gắn lưỡi hợp kim mới đúng nha anh em, nhưng mà không biết sao nó về là lưỡi này lưỡi đá nha. Đó, anh em nào có lưỡi hợp kim thì gắn lưỡi hợp kim vô xài. Còn không thì gắn lưỡi đá vô xài ha. Nó chạy tốc độ kinh lắm nha. 6.000 mình nhớ không lầm là 6.000. Con này thì ngoại hình rất là đẹp luôn. Giống như mấy cửa bữa con mình bán nè. Điện 100V, công suất 650W ha. Đó. Tốc độ là 200 vòng trên 1 phút. Ủa gì nhỏ xíu vậy? Coi lại có bị lộn không? 8.200 vòng anh em. Sorry, 8.200 vòng ha. Và đặc biệt cái bàn này rất đẹp anh em, như mới luôn ha. Đó, cái này thao tác nhanh nữa nè. Đó, cái bàn này như mới luôn ha. Giá mềm nèo luôn, 800. Rồi. Tiếp theo anh em ơi, tiếp theo một con máy bào ha. Bào của Makita. Bào lưỡi 82 Makita giá 900 nha anh em. Đây Makita đây. M1900 ha, điện 100V nha anh em. Đó, công suất là 480W. Con này ngoại hình rất là đẹp luôn, màu cam luôn ha. Đó, ngoại hình nó đế nó cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi, test. Chạy rất là ok luôn. Đó. Anh em nào thích màu cam thì quất cặp màu cam đi Makita luôn nè, nó. Con này con cơ xích màu cam luôn anh em, rất là đẹp luôn, lam nó rất đẹp, ram bóng loáng luôn ha. Con này thì lam được khoảng 4 tấc anh em. Con này một điện 100V ha, 1300W, và con này chạy tốc độ rất là nhanh luôn, 400m trên phút luôn ha. Đó. Lam Makita nè anh em thấy nè, rất đẹp luôn ha. Đó, con này giá 1.100.000 luôn, ngoại hình rất đẹp luôn. Đét con này luôn, con số 17. Đó, anh em nào thích màu cam quất cặp. Đó. Cặp này 2.000.000. Nhất làm ra ga khúng khúng luôn nè. Con này chạy tốc độ cực nhanh ha. Cái lô này mình về là toàn tốc nhanh không à. Đó anh em thấy nè, tốc nhanh không ha. Rồi, quay lại. Tiếp con số 12 anh em. Rồi, con này sao mà nặng dữ vậy.
Con này cái bàn rất là đặc biệt, bàn này bằng gan đúc ha, gan đúc chứ không phải nhôm nhôm giống như mấy con trước mình bán ha, gan đúc nó nguyên khối nè, anh em thấy nè, hai cái cử luôn, đó, cái nổi cái chân này con đúc, và con này rất là nặng luôn ha, con này của Hitachi, đó, lưỡi thì 165, rất đẹp ha, và cái bàn nó chắc chắn luôn, trời bòn bò chết luôn á, ha, rồi, ok, con này giá 800 nha anh em, cái bàn này rất là ăn tiền, cái bàn này rất là nặng luôn, và chạy rất là im nữa, ha, đó. Anh em có cử anh em đẩy qua cái là xong, giá 800 ha, mấy giá mình báo trên đây là chưa bao gồm ship hết nha anh em đó ha. Rồi tới đâu rồi, đây 13, con 13 anh em là một con máy thổi máy hút gì nè, anh em muốn làm thổi thì thổi, muốn hút thì hút ha. Đó cái con này thì của cái motor động cơ 3 pha của Toshiba ha, nó 0.75 kW, điện 200V ha, 200V đó, 0.75 kW, 200V, con này mình đấu lên 220 rồi nha anh em, đây cái tụ nè đó, cái gì kêu bằng cái gì quên là cái tụ K3, cục K3 mình đấu là cục K3 rồi nha. Thì con này thì kích thước thì anh em hình dung nè, bề ngang khoảng 3 tấc, chiều dài khoảng 5 tấc đó, cái đầu hút của nó rất là to, đầu hút nó đầu hút đầu thổi nó khoảng 3 tấc rưỡi vuông nha. Rồi test thử cho anh em xem. Con này thì điện 220 rồi, cắm vô 220 điện 220 rồi nha anh em, để anh gắm 220 cho anh em xem đó. Wow. Này, anh em thấy nè, nó chạy cái bàn luôn, anh em thấy không, gió hù hù ha, gió hù hù luôn. Rồi được rồi, thì motor thì đòn này kia chạy rất êm, nhưng mình chỉ nghe tiếng gió thôi anh em ơi. Con này bán nhiêu ạ? 1.7 triệu, con này 1.7 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo số 14, con này thì cũng là một cái thổi nữa nè, ring blow đó, thổi khí gì đó ha anh em. Con này thì cũng 3 pha mình đã đấu cái tụ vô đây lên 220 cho anh em rồi, anh em về ghim điện xài thôi ha. Và con này á thì ngoại hình nó thì anh em khỏi phải chê luôn ha, rất là đẹp ha, còn ngõ inlet ngõ outlet đây ha, ngõ vô ngõ ra, ngoại hình nó đây rất là long lanh, đẹp long lanh luôn ha. Nhưng mà con này bị lỗi cái chỗ này nè anh em, cái cánh trong đây á nó có khoảng 40 cánh, nhưng mà nó bị gãy hết 8 cánh anh em, 7 cánh đối xứng qua, ví dụ như bên đây gãy 3 cánh, bên đây gãy 4 cánh đó, nó đối xứng qua vậy đó ha. Bởi vì anh em hình dung nha, trong đây cái cánh này là đã có gãy nha anh em đó. Rồi tình báo anh em biết vậy, giá con này 700 thôi ha, động cơ là từ hết nè đó, chạy rất là ok luôn ha, rất là im ha, gió thì thổi hù hù luôn ha đó. Đầu hút nè, đầu thổi nè, đây anh em, đầu hút nè, bắt lại nó cứ im nha, chạy thì rất là im ha. Nó tại cái bàn này nó không dựng nên nghe rù rù ha. Rồi con này giá 700, số 14 nha anh em. Rồi tiếp theo con số 15 cũng là một con thổi con hút nè, anh em nào mà thổi bụi hút bụi thổi lò thổi gì đó, muốn thổi gì thổi ha, rất là ok luôn ha. Con này Fua gì blower nè, nó con này cũng điện 3 pha 200V luôn, mình đã đấu tụ lại 220 hết cho anh em rồi ha. Con này giá 1.2 triệu nha anh em. Con này đường kính hút nó cũng rất là to luôn nè, anh em thấy nè, nó hơn gang tay của mình, con này khoảng 4 tấc á anh em. Rồi test thử cho anh em xem, con này chạy rất là ok luôn, gió thổi rất là mạnh luôn, 220. Đây đó, anh em chế thổi hút gì cũng được ha. Rồi tắt đi, rút điện qua đi đếm thôi, hồi quên rút ra để quan trọng lại đếm thôi quên. Rồi con số 15 triệu 2 nha anh em. Rồi 20 phút rồi, hết giờ rồi. Tiếp theo con số 16, 17 mình review rồi ha, con số 16 anh em, số 16 là con rất là đặc biệt anh em, kéo đèn xích qua chứ.
Con 16 con rất là đặc biệt ha. Con này thì điện một pha 200V luôn anh em. Đó. Của Hiroshima, con này thì mình đã bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà 200V thì bán có 2-3 con vậy thôi. Và đặc biệt con này anh em khỏi phải chê luôn, như mới luôn anh em. Và đặt cái lam của nó nè, lam nó phải gần 6 tấc quá. Lam 6 tấc luôn á. 6 hay nhiêu vậy? 5 6 tấc vậy đó anh em. Đây. Cái lam nó bóng lưỡng nè. Rất là đẹp luôn con này. Con này rất đẹp luôn, điện 220 nha. Giúp lại 22 chưa? Rồi 220 nha anh em, điện 220 nha. Motor này là motor từ nha anh em. Motor này motor từ nha, như anh em chạy rất là ok luôn ha. Đó. Thang hay từ? Thang. 110 lên là thang. Từ, ủa từ hay thang? Thang. À. Motor này motor thang anh em ơi, không phải từ nha, sorry anh em. Ha, à, đó. Con này nặng cực kỳ anh em, cắt rất là ngọt luôn, đưa xuống gỗ to là nó hút đúng không? Ha. Rồi. Số 17 ghim điện lại để mình không quên. Con số 17 là mình test rồi ha. Đó, 17, 18, 19 là ba con giống nhau luôn anh em. Một model một à. Đó anh em thấy nè. 14 nè. À, 5014 nha. Đó, điện 100V 1300W hết. Hai con này đẹp long lanh như nhau luôn ha. Đó anh em thấy nè. Đó, test luôn. 25 phút rồi còn. Đấy, rất là ok, nhưng mà cái lam nó hơi bị dơ ha. Mà bây giờ nó ra nhớt nè, đó. Rồi. Chạy rất là ok luôn nha anh em. Em khỏi phải chê gì mấy con này luôn ha. Mấy con này là mình bán rất là nhiều rồi, giá 1 triệu mốt một con ha. Giá cực kỳ mềm rồi, mình không thể đem mềm hơn được anh em. Rồi còn hai con cuối cùng anh em, ba con chứ. Một con đục xích ra của đục mộng vuông của Makita, con này thì đẹp long lanh ha, giá 2 triệu 6 thôi anh em. 2 triệu 6 ha. Chạy rất là ok luôn đây ha. Tới lui ha, nhẹ nhàng ha anh em. Và anh em lưu ý cái háng kẹp được tấc 6 nha anh em. Ủa 7 tấc 8. Cái háng kẹp nó nè, bề ngang kẹp được tấc 8 nha anh em, lưu ý nha, tấc 8. Rồi, tiếp theo anh em. Tiếp theo là một cái con Hitachi ha, con số 21 ha. Con này cũng 2, con này 2 triệu rưỡi thôi anh em. Xấu hơn con Makita xíu ha. Háng kẹp nó cũng được tấc 8 luôn anh em. Chạy thì anh em khỏi phải chê rồi, ok hết ha. Hả? Gặt tới, bạn thì gặt tới gặt lui ha. Dạ xả ngốc đó ra kìa. Đó, ha, bạn thì ok hết ha, xây qua lại là ok hết nha anh em. Hả? Rồi, tiếp theo con cuối cùng ngày hôm nay anh em ơi. Là một cái con cắt bàn ha, lưỡi 300 mấy. 335, con này có thắng rất là ok của Hitachi luôn anh em, đẹp long lanh luôn. Test đi hết sắp ngắt video rồi. Đây, lưỡi nó đây anh em. Lưỡi nó phải khỏi phải chê luôn ha. Lưỡi hợp kim ha, bị mẻ chắc 1-2 găng gì đó. Rồi, test đi. Đó. Rồi, ok. Rất là đẹp luôn, con này 1300W anh em, 1300W thì phải ha. Rồi, video cũng sắp ngắt luôn rồi anh em ơi. Thì đó, hôm nay thì mình lên được nhiều hàng đó anh em ơi. Đa phần là hàng đẹp, hàng cũng tương đối đẹp, độc cơ không ha. Thì anh em nào thích con nào thì cứ liên hệ mình. Số điện thoại mình sẽ để link bên dưới nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Thứ 6 cuối tuần, ok.